xin chào tất cả anh chị và các bạn, mình là Hoàng Long đến từ Long Phát. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người trong 30 giây để chúng ta có thể phân biệt được đâu là chiếc Micro Technica at 2020 thật và đâu là chiếc Micro nhái. À, thì à, nếu mà chúng ta không biết, à, chúng ta chưa từng à, cầm qua hai cái sản phẩm này à, thì chúng ta sẽ không thể nào biết được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng trong video ngày hôm nay thì trên tay mình sẽ là một chiếc micro thật và một chiếc micro giả và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận biết nó một cách dễ dàng à, để chúng ta không bị à, mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái cũng như là những anh chị đại lý à, chúng ta có thể lựa chọn được sản phẩm chính hãng cũng như là sản phẩm chất lượng để gửi đến cho khách hàng thì không dài dòng à, trong video này thì như đã hứa mình sẽ trong 30 giây mà thật ra là chưa đến 30 giây là mọi người có thể nhìn được chiếc micro thật, chiếc micro giả luôn từ bên ngoài vỏ hộp thôi mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người ngắm qua hai chiếc micro AT 2020 thật và giả ha. Đây ở trên tay mình. Bên đây là hàng thật, bên đây là hàng nhái. Hả? Thì về ngoại hình nếu mà chúng ta không từng tiếp xúc con thật và con nhái thì mọi người nhìn vô là mọi người sẽ không biết được đâu là thật đâu là giả luôn ha. Nó giống nhau y như đúc ha mọi người. Thì đây có thể gọi là hàng phay 11 một một, hay mọi người Đó, Nó phay rất là tỉ mỉ luôn Điểm đầu tiên nó đến từ vỏ hộp hay mọi người Và khi mọi người nhìn vô cái vỏ hộp này Là mọi người sẽ biết ngay luôn Hàng thật hàng nhái ha Đây Rồi mọi người nhìn trên màn ảnh ha Đó thì hai cái vỏ hộp Cái vỏ hộp ở bên trên và họ, vỏ hộp bên dưới Bây giờ mình sẽ đố mọi người nha Đâu là chiếc micro thật Và đâu là chiếc micro nhái Mọi người nhìn vô mọi người biết không Đấy. Thì ở bên trên là chiếc micro nháy nha mọi người Ở bên trên là chiếc micro nháy Và ở dưới là chiếc micro thật Thì mọi người sẽ nhìn vô đây nè Cái nhất là hình ảnh ha Hình ảnh Hình ảnh in ở trên vỏ hộp Thì cái con ở bên trên nè Đây con bên trên nè Nó bị mờ hơn ha mọi người Đó, Bị mờ Và con ở dưới nhìn Mọi người nhìn ngay màn thu nè Đó, Nhìn vô cái tấm lưới này Nó rất là chi tiết và sắc nét luôn Còn ở trên thì nó bị mờ nó không sắc nét giống như con ở dưới, đó. Và cái điểm thứ hai nữa, mọi người nhìn thấy nè, cái phần ở phía dưới à đây, cái phần ở phía dưới à, của cái micro thì mọi người nhìn trên cái con AT2020 thật á, nó dài hơn nè, nó dài hơn một khúc luôn. Còn con AT2020 nhái á, thì nó không có, ở à, nó không được dài như con ở dưới này. Đó là cái điểm mà mọi người nhìn vào vỏ hộp thôi là chúng ta rất là dễ nhận biết được đâu là hàng nhái, đâu là hàng xịn. Đấy. Còn uh, những cái yếu tố khác thì nó cũng có yếu tố nhưng mà mình thấy rõ nhất là ở chỗ đó nha mọi người. Còn ở đây thì nó cũng có nè. Ở mặt trước thì uh, cái phong chữ ha, hai cái phong chữ chỗ này nó cũng khác nhau ha. Thì ở trên cái con AT2020 nhái á, cái phong chữ mà cái chữ AT 2020 này nè, cái nét nó mảnh hơn ha mọi người? Đây mọi người nhìn nè. Cái nét nó mảnh hơn nè, còn ở trên con xịn á thì nó dày hơn, nó dày nét hơn. Đó. còn cái chữ hàng chữ ở giữa này nè, thì con AT 2020 nhái á, nó lại đậm hơn cái con AT 2020 thật. Đây con AT 2020 thật nè. Nó lại mờ hơn thì cái chỗ này nó nhìn thì để ý thì cũng biết nhưng mà nó không rõ bằng cái đầu tiên là mình chỉ mọi người rồi bây giờ đến cái phần ở bên trong cái phần uh, sản phẩm uh, vỏ hộp đồ này kia thì nó nhái mọi người cũng không biết được đâu Đó, còn cái bao da này nè nó sẽ có điểm nhận biết trên cái bao da này luôn còn uh, chính hãng nè thì cái họa tiết của nó là những cái hình mà gọi là không đồng đều đây nó không đồng đều nhau Mọi người nhìn thì nó sẽ phân biệt được luôn Đấy Mọi người chụp cái hình này thôi Thì mọi người cũng biết đâu là hàng nhái đâu hàng giả rồi Đây hai cái Nó khác biệt rất là rõ luôn Cái phần dây điện Mọi người nhìn để mình xây cho Cái phần dây điện ở bên trong đó, Nó là màu trắng ha mọi người Nó là trắng đen Đây nó không hơi hơi khó thấy Ở đây là hàng nhái ha Hàng nhái thì ở bên trong nó lại là một dây màu đỏ nè và một dây màu đen mọi người nhìn kỹ thấy không thì mọi người không cần nhìn thấy cũng được mọi người nhớ là được rồi hàng chính hãng thì nó là một dây màu trắng và một dây màu đen à, còn hàng nhái thì nó là một dây màu đỏ và một dây màu đen cái mặt thu phía trước đó có điểm khác không mọi người cái điểm mặt thu ở phía trước này nè đó, cái màn thu đó thì đối với lại con AT2020 nháy mọi người nhìn vô là mọi người sẽ thấy được cái màn thu nó luôn đây mọi người thấy không nó có cái ánh đèn luôn nè đó nghĩa là khi mà chúng ta nhìn chúng ta nhìn bằng mắt thường bình thường á là chúng ta sẽ thấy cái màn thu ở bên trong luôn cái mặt trước á mặt thu á là chúng ta sẽ thấy luôn màn thu đó còn đối với hàng chính hãng á thì mọi người sẽ không thấy nha nó đã che đi nó đã che rất là kỹ thì cái phần này mình nghĩ là do hãng nó muốn bảo vệ cái màn thu cho nó tốt nó bền hơn đó đây giống như là có nó đã dán một cái một cái lớp mút để giúp cho cái màn thu chúng ta được bảo vệ tốt hơn thì mọi người sẽ nhìn không thấy được cái màn thu ha phong chữ thì về hàng chính hãng cái phong chữ nó nhỏ hơn mảnh hơn đây Mọi người nhìn hai cái chữ Audio Technica Hàng nhái ha à, Hàng nhái bên đây Hàng nhái cái phong chữ nó bự hơn ha Và trong cái video này Thì bây giờ mình cũng sẽ test thử luôn Cho mọi người xem à, Cái à, chất lượng âm thanh mà Chúng ta thu vào trong cái phần mềm à, Nó sẽ như thế nào ha Ok và bây giờ thì mình sẽ tạo hai chất mới Một chất là chiếc micro AT2020 xịn Một chất là chiếc micro AT2020 nháy để mình so sánh cái chất lượng âm thanh của nó ha. Ở đây thì và ở đây thì mình sẽ không sử dụng một cái EQ hay là sử dụng một cái gì đó để thay đổi cái màu âm cũng như là chất lượng âm thanh. Mình sẽ sử dụng một một cái cơm để nâng cái gain của nó lên để cho mọi người dễ nghe thôi. Rồi bây giờ là mình đang thu bằng cái chiếc micro AT-AT2020 hàng chính hãng nha mọi người. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đó Thì mình không có uh, hề cho bất kỳ một cái LQ nào Mình chỉ đợi uh, cho nó một cái cơm để nó năng gen thôi 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Và khoảng cách mọi người nhìn ha Khoảng cách thì mình sẽ đợi cách miệng Độ tầm khoảng uh, nửa gan ha Ở à, Nửa gan tay 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mọi người nghe ha. Coi nó như thế nào. Tí xíu mình sẽ tua lại hai cái chắc để cho mọi người cùng xem. Rồi, bây giờ mình đã cắm vào cái chiếc micro AT 2020 nhái ha. Cũng là khoảng cách nửa gan tay ha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ thu nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bây giờ mình sẽ tua lại ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đó Thì mình không có uh, hề cho bất kỳ một cái ew nào Mình chỉ đợi uh, cho nó một cái cơm để nó năng gen thôi 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Và khoảng cách mọi người nhìn ha Khoảng cách thì mình sẽ đợi cách miệng Độ tầm khoảng uh, nửa gan ha à, Nửa gan ta. 7, alo 1234567 alo 234567 alo 234567 alo 1234567 alo alo 1234567 alo 1234567 Theo cá nhân mình nhìn thấy á thì cái con AT 2020 hàng chính hãng á cái tiếng nó giòn hơn mọi người, nó đầy hơn, nó giòn hơn và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video đến thời điểm này xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo